vicino. Nhiều khi thực vật phát triển theo cách vô cùng vi diệu mà chúng ta chưa bao giờ ngờ đến. Ví như câu chuyện mà người đàn ông Trung Quốc này chia sẻ chẳng hạn. Vốn đất đai rộng và yêu thích rau củ quả, người đàn ông này đã trồng rất nhiều rau xanh và cây ăn quả trong vườn. Trong đó có cả dưa hấu, loại quả mà ông vô cùng yêu thích. Một lần ra thăm vườn, ông vô cùng thích thú khi thấy cây dưa hấu mình trồng đã ra quả đầu tiên. Quả dưa hấu rất nhỏ và xinh xắn. Trong đầu ông chợt nảy ra ý nghĩ, không biết khi sống trong môi trường khép kín, quả dưa hấu này sẽ phát triển ra sao. Nghĩ vậy, ông liền quyết định làm một thí nghiệm nhỏ. Ông lấy một chai coca to, cắt bỏ phần đầu chai. Ông cho quả dưa hấu nhỏ vào trong chai. Ông chọn chai nhựa màu trắng để quả vẫn có thể hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Phía cuối chai được chọc thủng một lỗ để lưu thông oxy. Kiên nhẫn chờ đợi 2 tuần, đến khi ra thăm, ông thật sự sốc bởi kết quả trước mắt. Quả dưa hấu phát triển rất nhanh, gần như kín chai. Quả dưa hấu có hình dạng như một chai nước. Quá thích thú, ông liền chia sẻ hình ảnh này với hàng xóm. Thậm chí, có người còn muốn ngỏ ý mua quả dưa hấu này của ông với giá gấp 2, gấp 3 giá thông thường. Trước khi chúng ta có những phương pháp hiện đại như thuốc ngừa thai, bao cao su latex và đặt vòng chữ T, người xưa đã từng thực hiện nhiều việc khá thú vị để kiểm soát việc sinh đẻ của họ. Có lẽ bạn và hầu hết mọi người đều biết phương pháp tránh thai cơ bản và xưa nhất, rút ra trước khi quá muộn. Nhưng cũng như ngày nay, người xưa cũng không chỉ muốn dựa vào duy nhất cách rút quân đó, nên họ đã nghĩ ra vài ý tưởng để tránh thai. Và nhiều ý tưởng đó tuy nghe điên rồ, nhưng chúng vẫn dựa trên logic cơ bản của việc tránh thai, như bít cổ tử cung, triệt tinh trùng, ngăn chặn rụng trứng. Thế nên sau đây là một vài trong số những ý tưởng cổ xưa đó, và nên nhớ đừng thử nghiệm chúng ở nhà, người ta không còn thực hiện chúng nữa là có lý do đấy. Chặn cổ tử cung bằng phân cá sấu. Từ năm 1850 trước công nguyên, phụ nữ Ai Cập thường lấy phân cá sấu rồi bôi chúng lên cổ tử cung trước khi hành sự nhằm chặn đường tinh trùng. Họ thường trộn chúng với mật ong do nó có tính khử trùng và giúp số phân dính chặt vào vùng quanh cổ tử cung. Tuy ta không rõ nó có thực sự hiệu quả hay không, vì phương pháp này được ghi chép kỹ lưỡng trong những tài liệu cổ, vẫn còn sống sót theo thời gian tới tận ngày nay, cho thấy phương pháp này chắc cũng có phần nào hiệu quả, hoặc ít nhất là nó được thực hiện khá nhiều vào thời đó. Tuy vậy, việc nhét phân cá sấu vào chỗ ấy nhằm tránh thai chỉ tổ mang lại cho bạn 50 sắc thái nhiễm trùng mà thôi. Dùng mật ong. Một phương pháp khác của phụ nữ Ai Cập cổ đại đó là dùng thuốc ức chế âm đạo làm từ mật ong. Nó được ghi chép lại trong Epirus Papyrus vào năm 1550 trước công nguyên, một trong những tài liệu y học cổ nhất thế giới. Phụ nữ thời đó được hướng dẫn trộn mật ong với lá cây keo rồi bôi chúng khắp đường âm đạo nhằm giúp triệt số tinh trùng đi vào. Hoặc họ có thể bó chúng với len và vải lin như một loại băng vệ sinh cổ đại, rồi đặt chúng gần cổ tử cung. Khác với phương pháp dùng phân, phương pháp này có vẻ sạch sẽ và đỡ bốc mùi hơn. Nhét một mảnh đá hoặc đồng vào âm đạo. Pessary là một vật thể được dùng để nhét vào âm đạo để bít cổ tử cung và diệt tinh trùng, giống như một màn ngăn hay nắp cổ tử cung. Nhưng vào năm 200 trước công nguyên, người La Mã cổ đại dùng những vật rắn như đá hoặc đồng để làm những cái pessary này. Nhà y học Hy Lạp Dioscorus ghi lại trong tài liệu y học huyền thoại của ông Materia Medica khuyên phụ nữ nên nhúng chúng vào dầu bạc hà trước khi nhét vào âm đạo do dầu bạc hà có tính gây tê. Cái chính là vì dù cho phương pháp này hiệu quả, nó lại gây đau đớn cho phụ nữ. Uống thủy ngân. Người Trung Quốc cổ xưa tin rằng việc này sẽ ngăn việc rụng trứng, nên các kỹ nữ lầu xanh và phi tần thường được khuyên nên uống một ly thủy ngân lỏng sau khi quan hệ. Tuy vậy, sự hiệu quả của phương pháp này vẫn còn bị nghi ngờ, chưa kể tới những tác dụng phụ đi kèm việc uống thủy ngân như run cơ, đau đầu, suy thận.
ngồi xổm và hắt hơi. Nhà y học La Mã Soranus cổ đại cho rằng phụ nữ cũng nên có trách nhiệm trong việc ngừa thai của bản thân bằng cách khuyên họ hãy nín thở khi biết đối tác sắp xuất tinh, rồi ngay lập tức đứng dậy và ngồi xổm xuống rồi hắt xì thật mạnh. Sau đó vệ sinh âm đạo cẩn thận, chỉ đơn thuần vì ông nghĩ việc đó sẽ hiệu quả. Bọc cậu bé bằng bàng quang dê. Bắt đầu từ khoảng năm 700 trước công nguyên, người La Mã cổ đại áp dụng việc lấy bàng quang của dê, cừu và nhiều loài động vật khác rồi bọc quanh dương vật của đàn ông trước khi hành sự. Vào thời đó, họ cũng rất đầu tư vào ý tưởng bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nghĩ ra phương pháp này nhằm bảo vệ phụ nữ và ngăn việc lây lan những loại bệnh như hoa liễu và giang mai chẳng hạn. Dù những cái bao cao su làm từ bàng quang động vật này có mục đích chống lây truyền bệnh hoa liễu, nó cũng là một phương pháp ngừa thai hiệu quả và được con người áp dụng tới tận thời Trung Cổ. Bôi dầu tuyết tùng và trầm hương lên âm đạo. Tuy nghe giống một loại hương khử mùi phòng, nhưng loại dầu tự nhiên này là một loại thuốc ngừa thai khá thịnh hành ở Hy Lạp cổ đại vào khoảng thế kỷ thứ tư. Phụ nữ thời đó thường trộn chúng với trầm hương hay đôi khi trộn với cả một ít chì và bôi nó vào trong âm đạo và quanh cổ tử cung với mục đích diệt tinh trùng và ngừa thai. Ngay cả Aristotle cũng khuyên phụ nữ thời đó áp dụng phương pháp này trong những tài liệu y học đầu tiên của ông. Đặt những chiếc nón nhỏ làm bằng lụa và giấy lên dương vật. Vào khoảng thế kỷ 12, người Trung Quốc bắt đầu dùng một thứ gọi là bao cao su quy đầu. Nó là tổ tiên của loại bao cao su hiện đại nhưng chỉ che được phần đầu của dương vật. Với kỹ năng làm lụa và giấy của mình thời bấy giờ, họ đã làm ra những cái bao cao su hình nón này rồi nhúng chúng vào dầu nhằm giúp bôi trơn và diệt tinh trùng. Họ đặt nó lên đầu dương vật trước khi quan hệ nhằm ngăn không cho tinh trùng đi qua cổ tử cung, tương tự như bao cao su hiện đại. Dùng mai rùa thay bao cao su. Khác với những loại bao cao su cổ đại khác, phiên bản ngừa thai của người Nhật lại khá gò bó. Họ dùng một cái mai rùa rỗng rồi mang nó vào dương vật trước khi hành sự nhằm ngăn chặn tinh trùng đi vào tử cung. Tuy vô cùng hiệu quả nhưng đâu phải biết. Dùng bao cao su làm bằng vải linen. Người đầu tiên có ghi chép miêu tả loại bao cao su giống với phiên bản hiện đại nhất trong lịch sử là Gabriele Fallopio, một nhà giải phẫu học ở thế kỷ 14, nổi tiếng với ghi chép của ông về giống Fallopio, được đặt theo tên ông. Ông nghĩ ra loại bao cao su này nhằm ngăn chặn bệnh giang mai đang hoành hành châu Âu thời bấy giờ. Nó đơn giản là một cái vỏ làm từ vải linen với một cọng dây nhằm giữ nó nằm yên khi đeo vào dương vật, đại loại như cái nón. Vệ sinh bằng giấm. Vào khoảng thế kỷ thứ 16 ở Anh Quốc, vào thời Elizabeth, phụ nữ được khuyên dùng giấm để rửa ráy và vệ sinh âm đạo của mình. Các tiến sĩ cho biết, đôi khi phụ nữ thời đó dùng nhiều loại chất để bôi vào âm đạo vì họ tin rằng chúng giúp tiêu diệt tinh trùng. Những miếng bông thấm nhúng đầy giấm cũng là một phương thức thịnh hành của các gái bán hoa thời bấy giờ. Dùng một nửa miếng chanh đã được vắt. Tưởng tượng việc cắt một trái chanh làm đôi rồi vắt sạch một nửa của nó rồi nhét phần vỏ đó vào âm đạo xem. Phụ nữ ở giữa thế kỷ 17 thường làm như vậy vì họ cho rằng cái vỏ đó sẽ làm một vách ngăn và chất axit trong vỏ chanh đó sẽ góp phần tiêu diệt tinh trùng. Tiến sĩ Mickey cho biết công dụng của nó tương tự như phiên bản nắp cổ tử cung làm bằng cao su được sáng chế vào năm 1927 và vẫn được dùng làm chất diệt tinh trùng cho tới ngày nay. Cô còn cho biết, Giacomo Casanova là người hay áp dụng phương pháp này với những người tình của ông. Dựa vào cuốn hồi ký được viết vào khoảng thế kỷ 18, liệu nước chanh trong phần vỏ đó có khiến người phụ nữ bị rát âm đạo hay không thì hầu như không ai rõ cả. Dùng nội tạng động vật. Nghe thì khá kinh dị, nhưng đây cũng là những phiên bản bao cao su tổ tiên của phiên bản hiện đại chúng ta, được sử dụng vào thời phục hưng ở châu Âu nhằm ngăn việc lây lan bệnh hoa liễu và việc những gia đình hoàng tộc có chữa hoang. Minkin cho biết, vào thế kỷ 19, người ta dùng nội tạng của cá và cừu làm những cái bao cao su này để ngăn tinh trùng đi vào tử cung. Như đã nói, tuy nghe thì kinh dị, nhưng nếu không có thiết kế này, chắc bao cao su hiện đại đã không tồn tại ngày nay.
Loại bao làm từ da cừu nhằm mang tính tự nhiên hơn, dù chúng không hiệu quả trong việc ngăn các loại bệnh truyền qua bộ phận sinh dục. Chúng ta có thể thấy việc ngừa thai đã đi được một chặng đường dài đúng không? Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.